Sắp ghi hình rồi, anh thấy kịch bản này hẹp quá. Hẹp là hẹp như thế nào? Là happy birthday VTV. Happy birthday VTV. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday VTV. Thưa quý vị, chúng ta đang gặp nhau trong một ngày rất đặc biệt. Số lướt trên VTV Go lần này được phát sóng vào ngày tròn 53 năm chương trình đầu tiên của VTV lên sóng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng sống lại những cảm xúc mà các chương trình của VTV đã mang lại trong suốt những năm qua. Và quý vị đang đến với Lướt trên VTV Go. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên là quý vị cũng có thể thấy những cái sự đặc biệt nó cũng xuất hiện ngay trong trường quay ngày hôm nay với rất nhiều bóng bay ở đây. Có một cái số 53 như quý vị biết đấy, sinh nhật của VTV. Và ngay cả màu sắc trang phục của những người dẫn chúng tôi nó cũng có những ý nghĩa riêng của nó trong chương trình ngày hôm nay. Ví dụ như đây, màu đỏ của nhiệt huyết. Màu xanh lá của sự sáng tạo, xanh biển của sức trẻ. Và thưa quý vị, đây cũng chính là ba màu mà quý vị để ý thấy ngay. Màu của logo VTV. Trong ngày đặc biệt này, chúng tôi luôn luôn muốn nói với nhau đó chính là nhìn lại cái hành trình mà chúng ta đã cùng đồng hành với VTV, đúng không? Với mỗi chúng ta ấy, cái ngày đầu tiên lên sóng sẽ là cột mốc và mang nhiều dấu ấn, nhiều cảm xúc nhất. Đây, thưa quý vị. Ai giả Sơn Lâm là người thang, trong băng thang, 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 thang. Lần đầu tiên lên sóng. Anh nói về khoảnh khắc này. Em cảm ơn. Lần đầu tiên em lên sóng đó là bản tin ở trên VTV8, là bản tin thời tiết du lịch. Nhìn chung thì em thấy là cũng trôi chảy. Trước đấy ít lâu tôi biết Việt Hà tham gia Hoa hậu Việt Nam, cho nên là chắc chắn được đào tạo rồi. Thế đứng. Đây quý vị thấy không? Đứng đúng này luôn. Nào món quà tiếp theo nào. Vâng, đến em. À, cũng qua có lại. Em đã chuẩn bị một món quà dành cho chị Huyền Trang. Và đây chính là khoảnh khắc gì nào? Cảm ơn Việt Hà, đây chính là khoảnh khắc mà ngày đầu tiên Huyền Trang lên sóng VTV. Một chương trình rất là nổi tiếng mang thương hiệu của VTV6, đấy chính là bữa trưa vui vẻ. Đó là vào lúc 12 giờ trưa ngày 20 tháng 9 năm 2014. À, xin chào bạn. Bạn hãy nói điều gì đó về giới thiệu về mình với các bạn khán giả trong lần đầu tiên xuất hiện nào. Wow, lần đầu tiên thì ngay được khi mà xuất hiện ở trên chương trình thì đã được gặp ngay một nhân vật, một dancer mà tôi vô cùng là yêu quý và ngưỡng mộ anh ấy. Bởi vì tôi là một người rất là thích hip hop và đặc biệt là thể loại popping. Sau khi kết thúc chương trình thì tôi gục đầu vào gối vì tôi không biết là vừa xong mình làm cái gì nữa. Thực ra nhá, nếu mà quan sát bức ảnh này mình sẽ thấy rằng là Huyền Trang là xưa nay vẫn thế, đúng không? Vẫn xinh. Mà quay đúng cái góc mặt nào? Đúng, đó, ý. Đã Trang. Gần 10 năm rồi. Đúng. Ngày xưa là quý vị để ý nếu mà Trang lên hình là thường rất là é ấp, mới làm mà. Không từ bây ngày, giờ khác, bây giờ nó khác. Từ quý vị anh xem Sơn Lâm là khác hẳn. Quý vị xem lại tất cả những chương trình lướt trên VTV Go đi, thấy một phong cách rất là chị đại. Bạn ơi. Nói người thì để nghĩ đến ta. Tôi có quà cho bạn đây. Cái sự e ấp này còn thể hiện ở trên gương mặt Sơn Lâm còn rõ hơn tôi nhiều. Để tôi nói về khoảnh khắc này. Đây là chương trình đầu tiên tôi lên sóng VTV mang tên là Ngôi Sao Ước Mơ. Lúc đó cái tôi thích nhất là gì anh em biết không? Bản DJ. No, thích nhất là cái tóc này. Bởi vì mình con trai Bách Khoa mà hồi đấy đang là sinh viên Bách Khoa, đơn giản lắm, không bao giờ tóc tai gì. Nhưng mà anh... tôi thấy là thời gian là cũng bồi đắp cho Sơn Lâm khá nhiều cân nặng đấy. Biết rồi, tăng cân. Biết rồi, mệt mỏi ghê. Nói thế chứ đấy, những cái cảm xúc của những chương trình đầu tiên lên sóng nó bao giờ nó cũng rất là dạ, là nguyên vẹn như thế. Và tôi thấy là thế này, thường ấy những người, đặc biệt là những người dẫn ấy, khi mà gia nhập vào mái nhà VTV thì thông thường họ sẽ mang theo một cái tình cảm đặc biệt nào đấy với một nhân vật nào đấy. Với cá nhân tôi nhá, đấy là chú Lại Văn Sâm và chị Tạ Bích Loan. Tôi không thể tưởng tượng được ra cái khuôn mặt của tôi khi mà lần đầu tiên được làm việc với những con người đã kiểu là rất là mộ. Còn được dẫn một chương trình cùng với chị Tạ Bích Loan đúng không ạ? 60 phút mở. Wow, chính xác. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình 60 phút mở. Xin chào quý vị và các bạn, những người đang theo dõi chương trình 60 phút mở. Còn một nhân vật mà Huyền Trang cũng rất là ngưỡng mộ, quay một cái chữ V, có một chữ V. Bạn đã quay vào ô mất lượt, đố các bạn biết như thế này. Anh Long Vũ. Chính xác. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với Chiếc Nón Kỳ Diều. Và chị Hương Giang là bạn đồng hành của chúng ta. Xin đoán chữ C ạ. Chữ C ạ, chữ C, không có chữ C nào. C không có chữ C nào. Tôi có một cái cảm giác như Sơn Lâm đấy, chứ là chưa bao giờ mình nghĩ rằng là mình có cơ hội được gặp gỡ những nhân vật như vậy. Và thậm chí còn được làm việc dẫn chung chương trình với anh Long Vũ. Là cuộc hẹn cuối tuần. Xin mời nghệ sĩ Mù Tạt. Đến cuộc hẹn cuối tuần,
Em thấy lòng mình lo dần vì mình mới học đàn 2 tuần, vẫn chưa biết chơi saxophone. Nhưng mà anh Long Vũ thì có một điều mà có một cái sự thay đổi rất ngoạn mục mà ai cũng có thể ghi nhận từ anh. Đó chính là độ thừa của mái tóc. Thưa dần, rồi đến cuộc hẹn cuối tuần là ông chọc luôn. Đúng rồi, nhưng mà quan trọng là anh đổi mới và cái phong cách của anh càng ngày càng trẻ. Đặc biệt là số phát sóng với khách mời Mỹ Tâm hoặc là khách mời là Đen Vâu ấy, thì thấy là cái sự hòa thân của anh Vũ thật là biến hóa khôn lường. Anh lung linh cao sang như mấy năm, mỗi bao cô luôn đeo khi bước ngang em thì không. Hà sao, Hà hâm mộ ai nè? Còn với em thì em nghĩ là anh Tuấn. Tại vì với niềm đam mê âm nhạc của em, em được trưởng thành cùng với trò chơi âm nhạc. Đẹp trai. Người đàn ông không tuổi mà. Đúng rồi, anh ấy được mệnh danh là người đàn ông không tuổi của VTV. Không khác luôn. Gì cái bức ảnh của tôi. Hiện giờ ở VTV mà đàn ông con trai của anh Tuấn thì chắc nữ cũng có thể là. Ok. Không, gọi là tôi trêu đùa vậy thôi, nhưng mà rõ ràng là ở VTV ngoài bên cạnh những chương trình mang thương hiệu ra thì những người dẫn chương trình cũng có một cái tầm quan trọng rất là lớn. Bên cạnh các người dẫn chương trình hay là biên tập viên thì VTV cũng là bệ phóng cho những ngôi sao trẻ rất là tài năng. Và trên đây thì em cũng đã có chuẩn bị một số ví dụ. Vẫn cặp kính cận nhưng mà khuôn mặt thư sinh hơn. 17 năm trước Hà Anh Tuấn đã xuất sắc giành giải Triển Vọng của Sao Mai Điểm Hẹn 2006. 17 năm sau, Hà Anh Tuấn đã thật sự trở thành một trong những ca sĩ có lượng fan lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2010, một cô gái trẻ với tóc tém và giọng hát cao vút đã gây ấn tượng mạnh với khán giả Việt Nam Idol ở trên sóng VTV. Uyên Linh trở thành quán quân thứ 3 của Việt Nam Idol. 13 năm sau, Uyên Linh vẫn giữ phong độ, nhưng đã có nhiều bản hit hơn. Khán giả của VTV cũng nhớ đến Uyên Linh nhiều hơn qua những lần xuất hiện trên những sân khấu của VTV, thậm chí là cả game show Vua Tiếng Việt. Xem Vua Tiếng Việt thường xuyên, hôm nay mong được bước lên ngai vàng. Đây là ca sĩ Tùng Dương năm 2004, còn đây là ca sĩ Tùng Dương ở thời điểm hiện tại. Năm 2004 đánh dấu lần đầu tiên khán giả biết đến Tùng Dương qua chương trình Sao Mai Điểm Hẹn với phong cách độc lạ và đầy cá tính. Ca sĩ Tùng Dương đã thành công bước ra từ Sao Mai Điểm Hẹn và trở thành một trong những nam vocal có giọng hát đỉnh chóp nhất Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn Việt Hà, những tư liệu hết sức là đáng quý. Và tôi cũng đang hơi thắc mắc là không biết là với những nghệ sĩ mà Việt Hà vừa kể tên vừa rồi ấy, thì có khi nào mà họ có một lần nào đó nhìn lại cái hình ảnh của mình khoảng 20 năm trước đây, những cái lần mà họ được lên sóng lần đầu tiên của VTV không? Tôi nghĩ là họ nhìn lại là họ cũng giật mình giống chúng ta. Nói vậy chứ cái chữ giật mình này, khi mà nhìn lại khoảnh khắc tuổi thanh xuân 10-20 năm trước ấy của bất kỳ ai trong chúng ta, mình đã có một cái tuổi trẻ sống rất là hết mình. Tôi nghĩ là khoảng 20 năm nữa đi, 30 năm nữa đi, ba người dẫn chương trình chúng tôi ở đây mà nhìn lại chính chương trình lướt trên VTV Go thời điểm này, có thể chúng tôi sẽ nghĩ như thế này: thế không dám xem lại đâu. Còn tôi vẫn giữ nguyên cái sự tự hào về giọng ca của Việt Hà năm 23 tuổi. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường, em vừa đi vừa khóc. Trời ơi, sao cô ấy có thể hát hay đến vậy? Có thể là 20 năm sau thì chồng em sẽ như thế này. Tôi vẫn còn nhớ như in cú tát mà chị Huyền Trang dành cho anh Sơn Lâm. Ôi dồi ôi, tát đầu tiên. Và cuối cùng là điểm cho phần thi ủng biện của trường Đại học Kiến trúc. Quý vị và các bạn đã đến với phần thi chung kết trò chơi âm nhạc 2004. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyên Nói Kỳ Diệu. Đây là chào mừng quý vị đến nào chương trình Ai Là Triệu Phú. Lên xe buýt, nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng đi chơi nhé, nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng đi chơi nhé. Ôi khoan, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi vượt chướng ngại vật. Run. Với phần thể hiện vừa rồi, bạn xứng đáng được 9,5, 9 và 9. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi mà là những người mà khai phá cái miền đất giải trí ở trên truyền hình. Nhưng mà trong tay mình chưa có bất kỳ một chương trình giải trí nào. Chương trình đầu tiên là SV.
SV96 à, đúng là vết dầu nó bắt đầu nó loang ra. Nào là bảy sắc cầu vồng ở nhà chủ nhật, từ ánh mắt đến trái tim, vân 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 vân. Tôi nhớ là cái chương trình đầu tiên là tôi xuất hiện là năm 1998 cuối năm, là chương trình từ ánh mắt đến trái tim. Phản ứng từ khán giả bởi những cái điều mình làm chưa tốt, những lời động viên của khán giả khi mà mình đã làm tốt rồi thế nhưng mà cần phải tốt hơn nữa, đó là cái điều xúc tác để cho tôi có thể là làm tốt hơn cho những cái lần dẫn tiếp theo. Quý vị thân mến, nhắc đến chương trình SV là một trong những chương trình mà các đội chơi là các bạn sinh viên có cơ hội để đến đây giao lưu này, kết hợp với nhau để làm sao có thể thể hiện được tài năng trí tuệ của mình cũng như là cái sự hài hước nữa. Và đây cũng là một trong những chương trình trở thành bệ phóng cho rất là nhiều những người nổi tiếng sau này, ví dụ như là Diva Mỹ Linh này, anh Bằng Kiều này, nhạc sĩ Lê Minh Sơn này. Tôi nhớ là các thành viên của ban nhạc Bức Tường. À, giáo sư Cù Trọng Xoay, Đinh Tiến Dũng. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi nói chứ những cái phương án bạn đưa ra nó là đúng. Nhưng mà nó chưa đủ. Vẫn còn thiếu. Thiếu á? Vẫn còn thiếu đấy. Vẫn còn thiếu một nhân vật nữa cũng xuất phát từ một chương trình SV mà bây giờ vẫn đang còn lên sóng luôn. Anh ấy là một MC, một nam MC. Điển trai, duyên dáng, dẫn chính luận, nhưng mà cái chính luận nó lạ lắm, nó chính luận nó lại pha với cả giải trí. Đấy, bây giờ anh ấy vẫn lên sóng đấy. Chuyển động 24 giờ ấy. Chuyển động 24 giờ đúng không? À, Mạnh Cường. Các bạn còn 2 lần trả lời nữa. Không phải Mạnh Cường thì chuyển động 24 giờ. Nam em. Nam. Điển trai. Anh Hạnh Phúc. Ui giời ơi. Một lần nữa, các bạn còn 1 lần trả lời nữa. Không phải Mạnh Cường, không phải Anh Hạnh Phúc. Một người ở chương trình có 3 nam rồi đấy. 3 nam dẫn rồi đấy. Không có lẽ. Chính là tôi. Bạn á, bạn cũng đã từng đi SV á? Tất nhiên. SV năm nào? Tôi nhớ là đợt đấy SV quay trở lại năm 2012. Thì lúc đó tôi đang là sinh viên ở Bách Khoa Hà Nội và tham gia chương trình SV 2012. Tuyệt vời luôn. Đó là một trong những cái kỷ niệm mà đẹp nhất thời sinh viên của tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong cuộc thi SV 2012. Và bây giờ hãy chào đón ban nhạc của chúng tôi, Bách Khoa Music. Đầu tiên là nghệ sĩ piano Laptop PC. Chúng ta sẽ cùng đến với số điểm qua giám khảo cho đội Đại học Bách Khoa. Đạo diễn Đỗ Thanh Hà, xin mời đạo diễn. 9 điểm. Ôi bạn ơi, tính ra là ký ức cũng huy hoàng đấy. Ít ra là bạn có trải nghiệm hơn tôi và Việt Hà, vì bọn tôi là chưa có cơ hội, chưa có đủ may mắn để thi các chương trình game show cái thời còn đang là sinh viên. Thời thanh niên sôi nổi. Thời thanh niên sôi nổi. Đúng nhận, đúng nhận. Các game show của VTV thì cũng là nơi gắn kết giữa người lạ thành người quen này, cũng như là gắn kết giữa các thế hệ trong một gia đình. Và theo như em được biết thì cũng có một gia đình là có nhiều thế hệ thành viên tham gia các game show của VTV. Và cái điều đó đã trở thành một kỷ niệm rất là đặc biệt của gia đình ấy. Sau SV96, một loạt các game show được phát sóng trên VTV như Trò Chơi Liên Tỉnh, Bảy Sắc Cầu Vồng, Ở Nhà Chủ Nhật cũng gây ấn tượng với nội dung đa dạng và dành cho nhiều đối tượng. Có những gia đình nhiều thế hệ lớn lên với những chương trình game show trên sóng VTV mà mỗi lần nhìn lại, đó lại trở thành một ấn tượng khó quên. Có tên là Hoàng Sơn Tuấn Anh, nay em 8 năm tuổi. Xin đặc biệt chúc mừng bạn Hoàng Sơn Tuấn Anh và là người sẽ sở hữu vòng nguyệt quế của chương trình ngày hôm nay. Khi với cả nhà thì vẫn là đứa bé được cả nhà che chở. Còn khi mà lên Olympia thì là một mình một chiến tuyến để giành được điểm cao nhất rồi. Vẫn như lần đầu vào trường quay đấy là rất là hồi hộp, rất là thế nào nhỉ, vui, cảm thấy lo lắng lẫn lộn. Đầu tiên thì cũng là được có cơ duyên là đến xem, tham dự với tư cách là khán giả của những chương trình như là Trò Chơi Âm Nhạc, Chưa Nói Kỳ Diệu, được xem rất là nhiều lần. Và sau đó thì cũng được có may mắn đầu tiên là được tham gia chương trình Dung Chuông Vàng và sau đó là chương trình Ai Là Triệu Phú. Cảm xúc, cái cảm giác của lúc mà mình được chọn là thành viên của Đài Nóng ấy, thật sự đấy là một cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Huyền Trang thì tin chắc rằng là sẽ có rất là nhiều những gia đình đã từng có những kỷ niệm rất là vui khi thông qua việc là họ tham gia các chương trình game show trên VTV giống như là gia đình vừa rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì các chương trình, đặc biệt là các game show trên VTV thì ngày một đa dạng phong phú về cả thể loại này, về cả lứa tuổi, rồi lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như là ở góc độ trẻ thơ đi, các chương trình mà dành cho các bạn nhỏ thì chúng ta hãy kể đến Trạng Nguyên Nhí này hay là Super Junior. Còn lớn
hơn chút nữa, lứa tuổi thanh niên sinh viên chẳng hạn, thì đó sẽ là sinh viên thế hệ mới. Một chương trình mới lên sóng VTV3. Rồi nếu như mà quý vị anh chị mà là những người quan tâm đến cuộc sống của người lao động, anh chị em cán bộ công nhân viên, thì sẽ là giờ thứ 9, một game show cũng rất là mới. Hoặc là quan tâm đến những vấn đề về xã hội, về luật pháp chẳng hạn, thì sẽ là luật siêu dễ. Với đối tượng khán giả lớn tuổi mà có tâm hồn vẫn còn trẻ trung thì có thể theo dõi vui khỏe có ích. Và với rất là nhiều những cái sự thay đổi và những cái sự nhiệt huyết từ ekip thực hiện các chương trình game show như vậy, thì chúng tôi mong muốn rằng là sẽ mang lại thật là nhiều những cái món ăn tinh thần dành cho quý vị khán giả, đặc biệt là những người chơi tham gia. Họ sẽ có những kỷ niệm, họ sẽ có những trải nghiệm và sự kết nối với nhau thông qua các chương trình truyền hình. Thưa quý vị đang theo dõi lướt trên VTV Go 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên sóng VTV3. Bây giờ nói về phim VFC. Thì thưa quý vị, phim VFC nó không chỉ là giải trí đâu. Nó có những cái bài học cuộc sống trong đó, mà không chỉ dừng lại ở đó. Nó còn có một cái tính ứng dụng rất cao trong cuộc sống, ở những cái câu đối đáp với nhau. Ví dụ như thế này: gặp nhau ngoài đời, mình vui, mình chào bạn mình, thì mình có thể nói là hey, hello, hey, Lily, chào em. Hoặc nếu mà ra ngoài đường ý, có một anh chàng nào đó hỏi bạn là em có người yêu chưa? Mình vừa muốn trả lời, lại vừa muốn thả thính người ta, thì hãy trả lời kiểu này: em đã làm gì có người yêu? Em đang sợ ế đi này. Còn nếu mà quý vị có tham gia một cuộc thi người đẹp mà vào được vòng ứng xử, người ta có đưa ra câu hỏi đó là gia đình là gì đối với bạn, thì quý vị có thể trả lời như sau: gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn tất cả những cái khác có hay không có không quan trọng. Đấy, thưa quý vị, phải nói là cái tính ứng dụng rất cao trong các lời thoại của phim BFC nó ở cái chỗ đó. Tức là gì? Những cái lời thoại đó nó đi vào cuộc sống và nó cũng đi từ cuộc sống mà ra. Và để có được cái sự gần gũi này, tôi nghĩ là nó là một cái tổng thể, một sự thay đổi từ rất nhiều những chi tiết nhỏ trong cách làm phim càng ngày càng đời hơn. Tôi Lâm còn nhắc là thay đổi trong từng những cái chi tiết nhỏ, nhưng có một cái chi tiết tôi nghĩ rằng là nó cũng không nhỏ đâu để thay đổi về cách làm phim của BFC ở thời điểm hiện tại. Đấy chính là ngày xưa ấy, mọi người khi mà xem phim, mọi người sẽ thấy rằng là có những bộ phim là họ lồng tiếng hoàn toàn, lồng tiếng kể cả tiếng thoại của nhân vật, đến cả lồng cái tiếng động, ví dụ như là cái tiếng rót nước hay là tiếng đóng cửa các thứ đấy. Mày biết tại sao mà tao gọi không trả lời? Tôi tất của tao đâu? Không biết. Hay là mày lấy, em cũng lấy. Thế ở đâu? Chị tự tìm thì thấy. Mày đi tìm ngay cho tao. Nhưng mà bây giờ với phương pháp làm phim mới của hãng phim Đài Truyền hình Việt Nam bây giờ ấy, thì là họ thu tiếng đồng bộ, là thu tiếng trực tiếp hoàn toàn, thì mới thấy được rằng là đúng là ngày xưa bây giờ nó có rất là nhiều những cái sự thay đổi. Đặc biệt là đấy, nghe cái âm thanh thôi, một cái phần rất là quan trọng cho cách làm phim. Để quý vị có thể cảm nhận rõ hơn thì em cũng đã có chuẩn bị một ví dụ cùng một diễn viên, nhưng mà hai cách làm phim, cách làm ngày xưa và cách làm bây giờ thì có gì khác nhau, quý vị có thể theo dõi và cảm nhận. Vừa đi với anh nào về phải không? Làm gì có ai đâu. Kể đi. Hôm nay là buổi gặp thứ hai, chưa có gì đặc biệt, nhưng mọi việc diễn ra quá tuyệt vời, tao không dám tin nữa. Chẳng qua là vì bọn em là chị em, phải đồng lòng đoàn kết, nên em mới cố ủng hộ thôi. Chứ thực ra em thấy trong chuyện này không có cái gì là căng thẳng cả. Có lẽ là quý vị cũng đã một phần nào đó cảm nhận được cái sự khác biệt giữa cách làm phim xưa và nay, đặc biệt là trong cái phần xử lý âm thanh. Khi mà công nghệ bây giờ là thu tiếng đồng bộ trực tiếp các diễn viên một cách chân thật nhất, thì đây cũng là một cơ hội rất là lớn để các diễn viên của chúng ta có thể khéo léo khoe ra được những cái tài năng, những cái thế mạnh của mình. Ví dụ như là giống như là chính chị Kiều Anh trong một cái câu thoại rất là nổi bật mà chúng tôi ở trên các nền tảng của VTV ấy, đặc biệt là trong một chương trình của Chuyển động 24 giờ cũng đã chia sẻ. Tức là gì? Chị có cái lời thoại rất là bình thường, nó chỉ dài thôi, nhưng với cái âm sắc trong cái giọng thoại của chị và tốc độ, mình lồng thêm một cái nét nhạc vào thôi là nó thành một cái môn nghệ thuật người ta gọi là rap. Con đang ngồi ở kho thì Hà xuống, Hà tâm sự với con là sáng nay Hà có lên phòng của Trâm Anh tìm khuyên tay của Hà, vì đó vốn dĩ là phòng của Hà, thì Trâm Anh lại về và hỏi là tại sao chị lại lên phòng của bọn em khi bọn em không có ở nhà như thế. Thì Hà bực và nói là tại sao em lại nói là chị lên phòng để lục lội đồ của em, và sau đó thì Hà đi làm.
Chiều Trâm Anh về, Trâm Anh lại mua nho đắt tiền. Hà nghĩ là ra cái vẻ với mọi người là xịn xò hơn mình, thế là Hà bực Hà mới không ăn nho. Thì Trâm Anh lại mang nho ra kho cho con, thế là cuối cùng hai chị em gặp nhau ở kho của con. Quý vị thấy không? Chỉ có một cái ví dụ thôi mà mình thấy ngay đó là cái sức mạnh của việc thu âm trực tiếp. Nó tạo ra được cái cảm xúc, nó tạo ra được một cái không gian để cho người nghệ sĩ, người diễn viên có thể thể hiện cái khả năng của mình. Hiếu, không chỉ là người nghệ sĩ, người diễn viên đâu mà cả MC, biên tập viên cũng có thể nữa. Và thưa quý vị, ngay trong trường quay ngày hôm nay là chúng tôi cũng đang thu âm trực tiếp. Và với những cái kỹ năng xử lý giọng nói của mình, cảm nhịp cảm âm của mình, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng thể hiện một đoạn rap. Và bây giờ cái đoạn rap làm sao để cho nó có nội dung thì thế này. Ít phút nữa thôi, trên sóng VTV3 này là sẽ có tập 53 của bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình. Nếu như quý vị chưa kịp xem cái tập 52 vừa rồi ấy, thứ 6 vừa rồi có chiếu, thì bây giờ xin được tổng hợp lại tập 52, nội dung nó bằng một cái đoạn rap sau đây để quý vị có thể kịp thời cập nhật và xem tiếp tập 53. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rap nha. Âm nhạc. Nghe cái nhạc là muốn rap. Yeah yeah, Hà Trang Lâm. VTV Production. Yo. Danh đã viết, Trâm Anh giải nghệ. Bị chị Hà lừa để cả hai đi ăn bún đậu riêng với nhau. Hay quá. Long quyết định đập lợn, mua cho bác công một bộ tóc bù lại cái đầu chọc. Bác công mặc đồ siêu anh hùng ngại ngùng đứng trước nhà. Rồi bác công nhận được tin ca phẫu thuật của mình sắp được tiến hành. Gửi lại Thành và Danh bức thư và tấm ảnh chị Phương nếu mình có xảy ra chuyện gì. Phương và Trâm Anh quyết định về quê báo chị Phương. Chị Phương trở về nhà thấy anh công đang ở sân với quả đầu không quạt tóc. Hai anh chị ôm nhau và khóc. Yeah yeah. Mỗi thần nhiên chút ấm mơ phèn nguyên tình đời cho ta có mấy khi. Buồn thế đủ rồi quý vị ơi, chúng ta phải vui lên vì ngày hôm nay là sinh nhật của VTV. Để không khí vui hơn nữa, xin được gửi đến quý vị một bài hát về nghề truyền hình của chúng tôi. Mà cũng nhân tiện bài hát này, xin được giới thiệu các vị trí trong ekip ghi hình lướt trên VTV Go số lần này. Âm nhạc xin mời. Thế nên lại quên, vâng vui vô cùng. Ô ô ô, tôi làm MC. Ô ô ô, đẹp trai đang im lặng quay phim. Ô ô ô ô, ông đạo diễn bọn to y hay lo. Ô ô ô ô, biên tập viên nội dung nghĩ chung chung. Lướt trên VTV Go chúc mừng sinh nhật VTV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.